xin chào các bạn, chúng ta đang đón xem New 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Sau đây mời các bạn cùng với mình cập nhật tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay nhé. Rose Blackpink lại đổi ốp iPhone xinh xẻo, giá dễ mua, lại còn là bản giới hạn. Rose có tần suất thay đổi ốp lưng khiến nhiều người chóng mặt, lần này là một chiếc ốp cực xinh xắn và dễ mua. Rose là một trong những thành viên Blackpink có gu thời trang xuất sắc nhất những trang phục phụ kiện được nữ ca sĩ sử dụng đều được cư dân mạng nhiệt liệt xăm soi. Ngoài sở hữu tủ đồ hiệu đắt đỏ, Rose còn là người chơi hệ ốp lưng chính hiệu. Cô nàng có hàng loạt chiếc ốp lưng khiến fan trêu đùa, thay ốp như thay áo. Trong những hình ảnh mới nhất được đăng tải, netizen phát hiện Rose lại tiếp tục có một chiếc ốp lưng mới. Khó có nghệ sĩ K-pop nào có tần suất đổi phụ kiện iPhone liên tục như cô nàng. Mẫu ốp này đến từ hãng Wildflower. Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ chọn những mẫu ốp đến từ Wildflower vì đây là thương hiệu do bạn thân của cô nàng Devon Canson sáng lập. Trước đây thì Rose từng sử dụng chiếc ốp lưng phiên bản đặc biệt hợp tác với nữ người mẫu là Salem Michel. Còn giờ đây cô nàng vẫn tiếp tục được sử dụng phiên bản giới hạn của những mẫu ốp khác lấy cảm hứng từ những đồ uống hòa quyện với nhau. Tuy phiên bản matcha mà Rose lựa chọn đã hết hàng đối với dòng iPhone 11 series, nhưng bạn có thể lựa chọn hàng loạt các phiên bản tương tự với tên gọi là Latte Love Pumpkin Spy, Latte Love. Thậm chí phiên bản này còn có màu hồng với tên là Rosé Latte, làm nhiều fan liên tưởng đến chính cô nàng. Rất có thể đây là một phiên bản đặc biệt khác kết hợp với Rose mà cô nàng sẽ sử dụng sớm thôi thì sao? Mẫu ốp này có giá là khoảng 37 đô la Mỹ tương đương gần 900.000 đồng. Bạn có thể tìm thấy trên website của hãng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Kenew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp